Đừng tiêu xài lãng phí rồi bắt dân gánh chịu. Tính đến cuối năm 2016, nợ công của Việt Nam đạt mức 94,8 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi người Việt Nam, không kể già trẻ lớn bé, đang phải cõng trên lưng một khoản nợ lên đến 23 triệu đồng. Ấy vậy mà ở đâu đó, những thành phố triệu đô không có người ở, những nhà thi đấu thể thao hàng nghìn tỷ đồng nằm trơ trọi giữa cánh đồng không. Lãng phí xảy ra ở nhiều nơi, gây thất thoát một khoản tiền lớn của ngân sách. Đó là những nghịch lý đang tồn tại trong quá trình phát triển của đất nước. Những công trình lãng phí trong sử dụng ngân sách. Thời gian qua, dư luận đã phản ánh nhiều vụ việc lãng phí xảy ra trong lĩnh vực công, đặc biệt trong số đó là việc xây dựng những công trình hoành tráng, chi phí hàng nghìn tỷ đồng, xây xong rồi đắp chiếu. Nước ta là một nước nhỏ, nhỏ theo đúng nghĩa đen, cả về diện tích lãnh thổ và quy mô nền kinh tế. Nhưng trớ trêu thay, các quan nhà ta lại cứ thích làm những cái to to, xây những cái lớn lớn để thể hiện sự phát triển của mình. Một trong số những công trình hoành tráng được xây dựng nhưng lâm vào cảnh bỏ hoang, khiến báo chí tốn không ít giấy mực là nhà thi đấu thể thao tỉnh Hà Nam. Công trình này được đầu tư với chi phí lên tới 1.000 tỷ đồng, vốn do ngân sách nhà nước cấp, kết hợp với nguồn vốn của địa phương. Công trình này được xây dựng trên khu đất có diện tích 120 ha, quy mô 7.500 chỗ ngồi và được trang bị những thiết bị vô cùng hiện đại. Hoành tráng là vậy, rộng lớn là vậy, nhưng thời gian qua nó lại nằm trơ trọi giữa cánh đồng hoang, chờ đến ngày được hồi sinh. Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo địa phương cho rằng đó là việc đầu tư cho tương lai, trong khoảng 5 đến 10 năm nữa sẽ phát huy hiệu quả. Trong khi công trình này cần cả thập kỷ nữa, thì ngoài kia nhiều em nhỏ vùng cao vẫn thiếu ăn từng ngày, các bệnh viện chật cứng bệnh nhân không đủ giường để nằm. Một công trình nữa xây xong rồi bỏ mà ta có thể thấy nhiều trên các phương tiện truyền thông là thành phố mới Bình Dương. Với kinh phí đầu tư lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, Bình Dương kỳ vọng biến đây trở thành một thành phố sang trọng, hiện đại và năng động đầy sức sống. Nhưng có lẽ tính toán quy hoạch của lãnh đạo địa phương đã sai. Sau một thời gian, đến giờ nó vẫn hoang vu, vắng vẻ. Đó là những minh chứng rõ ràng nhất, dễ nhìn thấy nhất về việc lãng phí trong sử dụng ngân sách. Nhưng sự lãng phí không chỉ dừng lại ở đó, nó còn diễn ra ở nhiều hoạt động lĩnh vực khác nhau, dù do sự biểu hiện của nó không rõ ràng như những công trình bị bỏ hoang. Đơn cử như tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang xây dựng tại Hà Nội, do thi công chậm tiến độ dẫn đến thiệt hại lên đến gần 300 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp nhà nước đi vay vốn nước ngoài do chính phủ bảo lãnh nhưng không có khả năng trả nợ cũng khiến cho nhà nước điêu đứng khi phải chi ngân sách để ứng trước. Chỉ có dân là phải chịu. Trong khi lãnh đạo của ta đang sử dụng ngân sách một cách lãng phí, thì người dân lại phải cố gắng làm việc để trả nợ. Suy cho cùng, ngân sách nhà nước cũng là do dân mà ra, và thiệt hại cuối cùng do chi tiêu lãng phí cũng chính dân phải gánh chịu. Để tăng nguồn thu cho ngân sách, cơ quan có thẩm quyền tìm mọi cách để thu ngân sách. Chẳng hạn đối với mặt hàng xăng dầu, với thuế bảo vệ môi trường hiện tại đang áp dụng khung thuế từ 10 đến 4.000 đồng một lít. Vậy nhưng trong phương án mới nhất, cơ quan chủ quản lại tiếp tục tăng khung thuế đối với xăng mức trần lên đến 8.000 đồng một lít. Nông sản thì rớt giá, chăn nuôi không có đầu ra, còn người dân lại phải nộp muôn loại thuế phí. Chúng ta chưa thấy một biện pháp trợ giá nào cho người dân được áp dụng, nhưng ngành điện, xăng dầu là những ngành do nhà nước đầu tư lại đang được ưu ái. Điện biến động một chút thì kêu phải tăng để bù đắp chi phí, xăng thay đổi một chút thì phải đóng quỹ bình ổn xăng dầu. Cùng với đó, các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ thì đua nhau cầu cứu chính phủ, đề nghị chính phủ dùng ngân sách nhà nước để trả nợ. Cuối cùng, quan chức thì cứ làm công ăn lương để xây biệt phủ, người dân thì cứ cặm cụi làm việc để đóng góp ngân sách. Nợ thì mặc nợ, chi tiêu thì cứ tiêu, ngân sách là gì, nó là tất cả nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng phải của riêng ai. Với tâm lý đó, nhiều cán bộ của ta đang tiêu xài ngân sách một cách lãng phí. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải thay đổi tư duy và hành động chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, đừng để nhân dân phải gánh chịu những khoản nợ mà mình không biết do đâu.